Hello, xin chào mọi người. Bây giờ là sáng 9 giờ rưỡi sáng ngày Chủ nhật ngày 15 tháng 3 2020 ha. Theo tình hình chung của cả nước Mỹ cũng như trên toàn thế giới thì coi như là mình ở đó là đi chợ mua đồ ăn và mua đồ xài nó rất là khó khăn. Như hôm qua mình đã quay cái video clip đi Costco là phải đứng get line 2 tiếng đồng hồ. Nhưng mà thực sự là có get line là có đồ chứ không phải là get line là không có đồ. Có lúc thì hàng nó hết, nó chưa về thì nó sẽ có trở lại chứ không phải là không có luôn. Tại vì ở nước Mỹ chứ không phải là ở Bangladesh hay ở một nước châu Phi nào đó thì mình nghĩ là mọi người dân mà đang sống ở nước Mỹ đừng có quá mà lo lắng để mà đi mua mà tàn trữ trong nhà xài. Người ta kêu chỉ có 2 tuần thôi mà nhiều người mà mua mà tàn trữ cho tới xài chắc cả 2 năm còn chưa hết đó, thì mình nghĩ là không có nên làm như vậy để cho người ta mọi người đều khủng hoảng hết. Thì bây giờ mình nhà mình mua thì cũng đã tạm đủ đồ rồi, mình đã có nước, có giấy, có đồ ăn một ít rồi, và bây giờ mình sẽ đi vô cái chợ Walmart này rất là gần nhà mình. Bên kia đường là nhà mình, bên đây đường là cái chợ, thì mình sẽ đi vô thử coi tình hình nó như thế nào. Và mình cần mua một rửa mặt cho Emily và mua xà bông, thì mình sẽ review lại cho cả nhà coi tình hình ở cái chợ Walmart này nó như thế nào, đồ đạc nó ra làm sao nha mọi người. Còn mọi thứ thì mình thấy vẫn ok, nhưng tin tức thì sẽ làm cho mọi người lo lắng hơn. Cứ đọc tin tức mỗi ngày ca nhiễm càng tăng, người chết càng tăng thì ai cũng lo lắng hết. Thì bây giờ mình sẽ đi vô đây ha, mọi người cùng theo chân mình. Ở đây thì nó có cái Walmart Neighborhood và có một cái Walmart thường nữa, thì hôm nay mình sẽ đi vô cái Walmart Neighborhood này. Nó xe đẩy là chỉ còn có chừng này thôi nha mọi người, còn bao nhiêu là đã hết rồi, còn có chừng này chiếc thôi nè, nguyên cái chỗ lấy xe đẩy đó. Để lấy mình lau cái tay xe của mình lau tay đó. Tình hình chung coi như là rất là ém tì rồi mọi người ơi, rau trái coi như nè đó, mua hết sạch bách rồi. Trái cây nè cũng trống ha, đa số là trống rất là nhiều. Táo tiết gì cũng trống nè, coi như là chanh hành tỏi nè very empty luôn đó. Tỏi chỉ còn cái vỏ thôi, còn là đã hết rồi. Còn nhiều cái hàng là mình không biết là cái gì luôn nè, 89 cent là cái gì luôn mà người ta lấy sạch bách luôn nè. Bên đây cũng empty rồi ha, cà chua chanh thì vẫn còn nè đó. Còn bên cái hàng bên kia cũng vậy, rất là nhiều đồ đã ém tì, đã hết. Chống lỏng rất là nhiều. Hàng chỗ này bán rau nè, nhưng mà người ta đã lấy hết rồi, cũng còn một mớ thôi nhưng mà chống lỏng hết. Rất là nhiều hàng chống, hành ngò, hành củ mà người ta cũng mua sạch tưng hết nè. Mọi người thấy không, hành nè, đó người ta mua hết sạch rồi. Đó, thấy chưa? Nhưng mà hết thì người ta sẽ mang ra nữa chứ không phải hết là hết luôn. Nhưng cho nên mọi người không đi được lần này thì sẽ đi lần khác. Chợ sẽ không bao giờ đóng cửa đâu, mọi người đừng có lo. Mình mua được không được hôm nay thì mình sẽ mua hôm khác đó. Là hàng chống lỏng hết rồi, rất là nhiều gian hàng chống. Chống lỏng rất là nhiều luôn. Cho nên là ai mạnh ai người đó, mua được gì thì cứ mua thôi, tàn trữ đồ ăn. Nó trống rất là nhiều luôn. Cái cửa hàng này rất là rộng lớn nha, nhưng mà đã trống rất là nhiều đó, nhìn đi. Trống ém tì luôn nè. Đó, một hàng giữa đó là nước uống và nước chút. Và bên kia tí mình sẽ đi qua bên cái chỗ hem chi kia rồi sẽ em. Đây cái nguyên một cái gian hàng mà bán hem bacon các loại nè. Đó là đã hết rồi. Ồ, mình sẽ mua một cái smoked sausage này về cho Emily nhà mình nó ăn. Lấy cái này đi. Đó, nguyên một cái gian hàng là nó ém tì, mình sẽ mua smoked sausage này về xào cho Emily ăn. Emily thích ăn cái này lắm đó. Đó, thấy trống lỏng hết rồi không? Bên kia là hàng sữa và hàng trứng cũng rất là ém tì luôn rồi. Coi như người ta đã vô người ta gom hết, cũng trống lỏng luôn. Cái chỗ này không biết bán cái xóc xịt cái gì nhưng mà có giá thôi chứ mà hàng thì là không có. Đây chỗ hàng nước nè, ém tì hết, nước ngọt thì còn. Để mình đi xuống mình mua cho Emily một cái nước
apple cider. Thử coi đó, mọi người thấy ém tì hết rồi không? Chỗ này thì bớt một xíu nè, người ta lấy nhưng mà cũng còn đó, nhiều hàng đồ vẫn còn, mấy chỗ này thì vẫn còn, nhưng mà chỗ nào cũng rất là ém tì rồi. Đây, cho mọi người coi cái tủ bán sữa của Walmart neighborhood nhà mình nè, đó sạch tưng luôn. Sao ai có thấy không, không còn một cái chai sữa nào hết đó, coi như là chợ Walmart đó nè, bên đây nè đó. Chống lộng rất là nhiều luôn, hàng cereal bánh trái nè, chống lộng rất là nhiều luôn. Chỗ bán thịt của Walmart, bán thịt gà rồi đó, là người ta đã mua hết rồi, chống lộng hết rồi. Chống lộng luôn, là chống nhiều. Đây là cái chỗ bán giấy, mọi khi là mấy cái sale này là bán giấy đó, mà tít xuống dưới kia luôn là không còn một cái gì hết. Giấy là không còn một cái, một bóng dáng của giấy là không có nha mọi người. Đó, thấy khủng hoảng chưa? Ly tách chén giấy cũng hết, mà giấy xài cũng hết, coi như là hết rất là nhiều luôn. Đó, để mình xà bông thì là người ta cũng mua rất là nhiều. Đồ ăn cho baby cũng ém tì luôn nè, và tã cho baby nè cũng ém tì luôn, người ta mua hết rồi, còn rất là ít. Đây là chỗ bán băng vệ sinh cho phụ nữ, và đã không còn một bịch nào luôn, hên là hôm nọ mình đã mua rồi. Đó, coi như chống lỏng luôn đó. Cái chỗ bán kem đánh răng mà cũng hết luôn nè. Đấy, người ta mua không? Nước súc miệng người ta cũng mua rất là nhiều luôn á, nước súc miệng và kem đánh răng. Giờ chỉ còn mấy cái đồ này là đầy thôi, đồ make up đồ đó, tại vì đâu bệnh rồi đâu ai make up trang điểm gì nữa đâu, cho nên còn rất là nhiều. Chỗ gian hàng bán thuốc, gian hàng bán thuốc người ta cũng mua rất là nhiều luôn, hết rồi đó, mua để sẵn trong nhà. Đồ đông lạnh hết thì có nhân viên người ta tiếp tục người ta bỏ hàng vô đây, không có thiếu đâu. Hết thì người ta sẽ lấy hàng, nhưng mà thật sự mình đi thì cái giờ người ta chưa có xuống hàng thì nó bị ém tì thôi, chứ cửa hàng vẫn mở cửa. Đó, mấy cái tủ này cũng còn một ít đồ, còn cái tủ ở bên cái tủ ở bên đây thì hết nhiều nè. Đó, trong đó là hết. Chỗ bán mì pasta và sốt để nấu spaghetti rồi đó là ém tì luôn nè mọi người. Muốn nấu spaghetti là cũng hết rồi nha. Đây là chỗ bán bánh mì nè, cũng ém tì luôn, chỉ còn một ít đồ thôi. Cũng là một chỗ ém tì nữa, mà giờ là đồ hộp đó, này bán mấy cái thịt hộp, đồ hộp gì mà bây giờ nó chống lộng quá, nhưng mình chả biết nó là khó cái gì ở đây nữa, giờ cũng quên rồi. Coi như là ém tì rất là nhiều. Cái chợ này nó rất là lớn luôn đó, nhưng mà là đồ đã hết rồi, nó sạch bách rồi. Cà chua sốt, tomato sốt thì là hết trơn luôn. Trái cây trong hộp là hết sạch luôn nha. Bia rượu thì còn rất là nhiều mọi người ơi. Đó, bia rượu thì không có thiếu nha. Bia rượu còn rất là nhiều luôn. Ai? Đó. Nhưng mà đồ ăn thì đã hết rồi, đã hết rất là nhiều rồi. Mà mình thấy là người ta sẽ mang hàng ra nữa chứ không phải hết luôn, không thể nào mà đóng cửa chợ được. Cho nên mọi người cứ yên chí, không có chết đâu. Giờ mình mua cà chua nè, cà chua ở đây rẻ nè, cho nên giờ mình mua cà chua. Chứ cà chua ở chợ ở Việt Nam bán tới 2 đồng một pound lận. Giờ mình mua cà chua này để dành. Đây, coi video của Uyên Cuộc Sống Đức ăn trái đào. Bây giờ mình mua trái đào nha. Đào thì còn nhiều nè, đào với táo chỗ này còn nhiều, nhưng mà nó cũng không được tươi lắm. Bán 2 đồng 38 sen một thao. Mình mua mấy trái về ăn cho đỡ thèm.